Hôm nay chúng ta sẽ tập bước backward step hay còn gọi là bước cha cha lùi. Chúng ta bắt đầu ạ. Tư thế này chúng ta sẽ tập backward step bằng chân trái trước. Chân trái ở trên, bắt đầu chúng ta lùi chân trái ra sau chân phải. Hơi lật qua một chút xíu và đứng bằng ức của chân trái. Từ tư thế này, chúng ta đứng trên ức của chân trái, kéo chân phải về, chân phải đặt nguyên bàn, chân trái vẫn nằm trên ức. Và từ đây chúng ta sẽ lấy chân trái ra và đặt trọng tâm chân trái. Tư thế này chúng ta lùi chân phải, đứng trên ức của chân phải, tiếp tục kéo chân trái về trước chân phải và lấy chân phải ra. Chúng ta thực hiện lại nha. Back, locks, back, tiếp tục, back, lock, back. Mọi người lưu ý một điểm. Từ tư thế này, chân trái ở trước bỏ chân trái ra sau, kéo chân phải về, đồng thời lấy chân trái ra. Khi chúng ta lấy chân trái ra, chúng ta phải lấy chân trái ra ngoài chân phải, chứ chúng ta sẽ không bỏ chân trái ở vị trí này. Khi chúng ta bỏ chân trái ở vị trí này thì chân phải chúng ta lui về, chúng ta sẽ đục chân trái. Mọi người hình dung ra được không ạ? Mình làm lại ạ. Chân trái ra sau, đứng trên ức chân trái, kéo chân phải về, đồng thời lấy chân trái ra phía ngoài. Tiếp tục thực hiện với chân phải. Chân phải ra sau, đứng trên ức chân phải, kéo chân trái về, khóa, lùi chân phải ra sau, lấy chân phải ra ngoài. Rồi từ đó thì chúng ta lại tiếp tục lùi bằng chân trái. Tư thế này chúng ta định 1 và 2 3 và 4. Với hướng bên này ạ. Bắt đầu với chân trái. Lùi 1 và 2 3 và 4 5 và 6 7 và 8. Hướng ngược lại ạ. Lùi 1 và 2 3 và 4 5 và 6 7 và 8. Từ đây bắt đầu với chân trái, lùi 1 và 2 3 và 4 5 và 6 7 và 8. Lùi 1 và 2 3 và 4 5 và 6 7 và 8. Chúc cả nhà thành công với video Backward Step. Hãy ủng hộ MV bằng cách nhấn subscribe ở bên dưới để nhận những video sớm nhất, nhanh nhất.